Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây trang trí như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Đấy, mình cuộn lần lượt cho đến hết. Mình còn một chút xíu thế này, mình cuộn nốt nhé. Rồi mình áp vào. Xong, mình sẽ có được một cái phần dây treo như thế này. Rất là xinh rồi. Giờ mình sẽ gắn phần dây treo này lên trên cái phần hình tròn mình đã chuẩn bị. Mình áp vào. Mình để riêng ra, mình chờ một chút cho nó khô nhé, nó chắc lại. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm sang cái phần trang trí. Hôm nay mình dùng cái phần bìa màu đỏ này, mình làm trang trí này. Mọi người sẽ gấp cho mình những cái phần bằng nhau. Mình sẽ gấp làm 4 phần bằng nhau đi. Hoặc là 3 cũng được, nói chung là tùy các bạn thấy như thế nào, hợp lý thì làm. Mình làm 3 đi. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hình lên đây. À, trước khi vẽ thì mình sẽ cắt bớt ra đã nhé. Cắt nhỏ ra cho nó dễ cắt. Tại vì là cái phần bìa này nó hơi dày. Mình gập nhiều quá thì nó cũng hơi khó để làm ấy. Đây, mình gập đôi hết những tờ này. Gập đôi hết nhé. Sau đó mình sẽ vẽ hình lên đây. Mình vẽ hình cái nơ nhé. Cái nơ thì đơn giản lắm. Mình vẽ cái hình như là hình chiếc lá này này mọi người. Đây, vẽ hình như chiếc lá là được. Bên này nữa. Rồi mình vẽ hai cái đầu này. Sau đó mình sẽ áp ba phần này lên nhau nhé. Mình áp ba phần này lên nhau. Và mình sẽ cắt theo đường mình đã vẽ. Mình cắt một lần luôn nhé. Mình chập vào như thế này thì mình cắt một lần mình được cả ba hình luôn, cho nó tiện ấy, đỡ phải làm thành nhiều lần. Đây mình cắt ra. Mình tiếp tục mình cắt bên này. Đấy, mình cắt ra. Rồi mình sẽ bỏ những phần dư đi nhé. Bỏ hết những phần dư đi. Bây giờ mình sẽ gặp mình tạo hình cái nơ cho nó. Mình làm 3 chiếc nơ nhé. Đây. Mở ra mình sẽ có những cái hình như là hình mắt, hình bơ như thế này. Sau đó thì mình sẽ gặp vào mình tạo hình cái nơ. Mọi người chỉ cần cho mình một chấm keo vào giữa này. Sau đó gặp hai đợi cạnh hai bên lại là được. Gặp hai cạnh hai bên. Rồi mình sẽ được một cái nơ rất là xinh như thế này nhá. Mình tiếp tục mình làm những cái hình này. Mình cũng gập y như vậy. Cũng cho keo vào. Và mình gập hai cạnh hai bên. Rồi. Mình làm tiếp về cái phần này. Mình cũng cho keo vào giữa. Rồi mình gập hai phần hai bên vào. Xong. Bây giờ mình sẽ gắn thêm một vài cái gì đó ở chính giữa để mình tạo cái nút thắt cho cái nút thắt cho cái nơ nhá. Đây ví dụ như mình thì mình sẽ dùng luôn cái hạt nhũ mình gắn vào thì cái phần cái nơ này nó sẽ lấp lánh, nó đẹp hơn. Thì mọi người cũng có thể là không dùng giống mình, mọi người thắt một cái sợi dây qua hoặc là thắt một mảnh bìa thẳng qua cũng được nhá. Nói chung là cái phần chính giữa nơ thì mọi người có thể tùy ý mọi người làm. Mình chỉ gợi ý cái cách làm thôi, còn các bạn có thể là biến tấu sao cho nó phù hợp với cái sở thích của mỗi người nhé. Đây mình gắn vào. Mình sẽ được những cái phần nơ rất là xinh như thế này. Giờ mình sẽ gắn những cái phần nơ này vào, mình trang trí cho chiếc dây treo này nhé. Mình bôi keo vào mặt sau. Mình áp xuống. Áp xuống đây. Rồi, mình tiếp tục mình bôi keo vào và mình áp xuống.
Bên này cũng như vậy nhé, mình sẽ trang trí như thế này. Và các bạn có thể dán theo chiều này. Nói chung tùy các bạn. Cái này thì theo cái thẩm mỹ của mỗi người thôi nhé. Thấy như thế nào đẹp thì sẽ làm như vậy. Đây mình gắn vào. Sau khi làm xong mọi người sẽ gỡ bớt những phần keo dư dính trên này đi là được. Rồi. Và đây là thành phẩm thì sau khi làm xong mình sẽ có một cái sợi dây treo trang trí rất là xinh như thế này. Mọi người cầm như thế này và treo lên. Treo lên những cái vị trí mọi người thấy phù hợp nhé. Đây là cách mình gợi ý mọi người làm một cái sợi dây treo trang trí đơn giản. Mọi người tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra những sợi dây thật là xinh nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.